trực tiếp bóng đá Việt Nam và Nhật Bản. Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản thuộc vòng bảng Asian Cup 2023 diễn ra trên sân Antumama Stadium Qatar vào lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 1 năm 2024. Theo phân công của AFC, trận đấu giữa Việt Nam và Nhật sẽ được điều hành bởi trọng tài Kim Jong Hyuk. Trợ lý cho vị trọng tài người Hàn Quốc cũng là hai đồng nghiệp đến từ xứ Kim Chi gồm Yoon Jae Ye Yeon và Park Sang Jun. Trọng tài bàn là ông Mo Boniadifat Iran còn tổ vr gồm các trọng tài saez gansemi iran kim hygon và Ko Hyung Jin Hàn Quốc, trọng tài Kim Yong Hyuk -ok, sinh năm 1983, bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 2009. Vị trọng tài chính người Hàn Quốc này rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi từng được mời sang Việt Nam tham gia điều hành Navi Bank Cup hồi năm 2011. Và cũng trong năm đó ông tham gia điều hành các trận đấu của bóng đá Nam tại SEA Games 2011 ở Indonesia. Chưa hết tại V-League 2022, vị trọng tài người Hà này còn được mời sang điều hành trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hoàng Anh Gia Lai ông đã bước sang tuổi 41 và rất được các fan Việt Nam thích thú vì nụ cười tỏa nắng. Sau những pha rút ra thẻ phạt, trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 1 trên sân vận động Antumama, Doha Qatar, nơi từng tổ chức các trận đấu của World Cup 2022. Ở trận giao quân vòng chung kết Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam sẽ ra đối đầu Nhật Bản. Nhiều người ví chúng ta như ra ngõ gặp núi. Trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản đứng thứ 17, còn tuyển Việt Nam đứng thứ 94, tranh nhau đến 77 bậc. Samurai xanh sở hữu 20 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đa phần ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Bên kia chiến tuyến sau những chuyến xuất ngoại thất bại, các tuyển thủ Việt Nam chỉ đá ở V-League, xét về phong độ trong 10 trận gần nhất, đoàn quân của ông Chu thắng 4 thua 6, trong khi Nhật Bản thắng cả 10 trận với những tỷ số khủng khiếp. Theo dự đoán, cơ hội vô địch của Nhật là 24,6% trong lúc tuyển Việt Nam chưa bằng số lẻ của Nhật, chỉ 0,5%. Những con số thống kê ấy cho thấy sự chênh lệch rất lớn về trình độ chuyên môn của hai đội. Nhật đang sở hữu đội hình khủng khiếp nhất trong lịch sử đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Việc cạnh tranh được một chỗ đứng ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới chứng tỏ năng lực của dàn sao Nhật. Từ đó được đối đầu với những ngôi sao bóng đá thế giới càng giúp cho những Ito, Minamino, Wataru, Cafe Fusa, Kaoru hoàn thiện hơn cả về kỹ năng chơi bóng lẫn bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế. Việt Nam có quá nhiều xáo trộn về lực lượng, huấn luyện viên Chuyết vẫn chưa tạo ra sự yên tâm về mặt lối chơi. Điều này thể hiện rõ với các kết quả không tốt. 5 trên 6 trận thua mới nhất cho thấy điều đó. Rõ ràng sóng gió mùa vây tuyển Việt Nam ngay từ trận mở màn Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chuyết khẳng định hiểu rõ sức mạnh của Nhật Bản, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận gia quân Asian Cup 2023. Ông cũng khẳng định nếu đá hết sức, tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tích cực trước Nhật. Mở đầu buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức trưa 13 tháng 1 tại Doha, huấn luyện viên Chuyết cho biết tuyển Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2023. Đánh giá về đối thủ là đội tuyển Nhật Bản, ông Chutser nói: Tôi có kinh nghiệm làm việc và hiểu rõ sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Hầu như cầu thủ của họ đang đá cho các giải hàng đầu châu Âu. Phong độ của tuyển Nhật cũng rất cao. Để tuyển Việt Nam giành được kết quả tích cực thì cầu thủ phải nỗ lực trên 100%. Theo ông Chua Sơ, người Nhật Bản hiểu rõ yếu tố thành công đến từ tính tập thể. Cầu thủ Việt Nam hiện tại thi đấu trong nước, không thi đấu nước ngoài. Nhưng cầu thủ Việt Nam có yếu tố cơ bản, có thể truyền, kết nối, là tinh thần tập thể, phối hợp. Nếu tuyển Việt Nam không có kết quả như mong muốn trước Nhật Bản, cơ hội vẫn chưa kết thúc. Ông nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam phải chơi hết sức, cố gắng kiểm soát bóng tốt nhất có thể. Mục tiêu của đội là phòng ngự tốt, cố gắng chiếm lĩnh khoảng không và tận dụng. Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định toàn đội sẽ làm việc hết sức mình làm tốt nhất những gì huấn luyện viên đề ra. Trước đó ngày 12 tháng 1, tuyển Nhật Bản có buổi tập tại Doha Qatar để chuẩn bị cho trận gia quân gặp tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trên sân vận động Thumama, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Nhật và Việt Nam. Trong khuôn khổ lượt trận gia quân bảng D tại vòng chung kết Asian Cup 2023, theo sự phân công của AFC, trọng tài người Hàn Quốc Kim jong hyeok sẽ điều khiển chính trận đấu này, các trợ lý cho ông ở trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản là những người đồng hương Jun Jae-young và Park Sang-jun, trọng tài thứ tư là ông Mousa Bonia Difat người Iran. Tổ trọng tài VAR gồm Kim Hee-gong và ông Ko Hyung Jin đều của Hàn. Chiều 13 tháng 1 theo giờ ta trong buổi tập cuối cùng trước Nhật Bản Việt Nam, 18 giờ 30 ngày 14 tháng 1, đội tuyển Việt Nam ra sân với một trường hợp phải tập cùng các bác sĩ là Phạm Tuấn Hải. Được biết tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội bị đau đầu gối sau một pha va chạm. Ở buổi tập hôm 12 tháng 1, hiện chưa rõ khả năng ra sân của Phạm Tuấn Hải ở trận đấu gia quân tại Asian Cup 2023. Kể từ khi huấn luyện viên Chuẩn dẫn dắt tuyển Việt Nam, Phạm Tuấn Hải nằm trong số những cầu thủ được đá chính nhiều nhất ở vị trí tiền đạo cánh trái hoặc trung phong trong số các tiền đạo tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023. Anh cũng đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ với 6 bàn trên 14 trận kể từ đầu mùa giải 2023-2024. Hiện huấn luyện viên Chuất xưa đang có những lựa chọn trên hàng công hoàn toàn khỏe mạnh, gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc. Văn Tùng, Văn Trường là hai cầu thủ U23 có thể thi đấu vai trò trung phong. Tuyển Việt Nam và chạm trán đỉnh núi Nhật ngay tại trận giao quân Asian Cup 2023. Theo huấn luyện viên Chuyết toàn đội phải có đấu pháp hợp lý để ngăn chặn đối thủ. Chúng tôi biết phải chơi hết sức kiểm soát bóng tốt nhất có thể. Mục tiêu là phòng ngự tốt, cố gắng chiếm lĩnh khoảng không và tận dụng. Với đối thủ Nhật Bản, chúng tôi không phải bắt đầu bằng cách thích ứng, cố gắng chơi quyết liệt, không cho đối thủ tự tin chơi. Huấn luyện viên Chuyết Sử đánh giá. Tuyển Việt Nam hòa Nhật Bản với tỷ số 1 đều ở lần gần nhất đối đầu trong khuôn khổ lượt trận cuối tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thậm chí ở trận này Việt Nam còn dẫn trước sau pha đánh đầu của trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Sau đó Nhật Bản giật lại một điểm nhờ pha làm bàn của trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida. Tuyển Việt Nam đã thua 3 trong 4 trận gần nhất gặp Nhật, nhưng các thất bại đều có chung một tỷ số 0-1. Điều đó cho thấy tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội tạo bất ngờ dù là rất nhỏ bởi chênh lệch thực lực giữa hai đội. Tuyển Việt Nam sẽ có hồi tập làm quen sân thi đấu vào hôm 13 tháng 1 để hoàn thành quá trình chuẩn bị. Sân Al-Thumama gây ấn tượng với thiết kế đặc sắc, lấy cảm hứng từ chiếc mũ Taghiab truyền thống của Qatar. Sân sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại với sức chứa khoảng 44.000 chỗ ngồi. Cho đến lúc này, mức khán giả kỷ lục từng được Sân ghi nhận là 44.198 người trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc tại tứ kết World Cup 2022. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chịu thất bại cay đắng với tỷ số 0-1 trước Maroc sau trận đấu Ronaldo đã khóc nước nở vì sớm dừng chân ở hành trình chinh phục cúp vàng World Cup. Báo Nhật Bản và Trần Điểm Yếu của tuyển Việt Nam Trước thềm Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam bất ngờ để thua trước đội bóng đứng dưới bảng xếp hạng FIFA là Kyrgyzstan tỷ số 1-2. Thất bại này mau chóng thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước. Mới nhất, trang Yahoo Japan của Nhật Bản đăng bài bình luận tiêu đề huấn luyện viên Tracer quá cố chấp vấn đề của tuyển Việt Nam bị phơi bày trước trận đấu với tuyển Nhật Bản tại Asian Cup. Theo Yahoo Japan, hiệu suất ở khả năng tấn công đang là hạn chế lớn của tuyển Việt Nam và lối chơi của toàn đội vẫn chưa ổn định. Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản Philip Trusser, đang trải qua thành tích kém dưới cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. 4 trận thắng, 5 trận thua sau 9 trận gần nhất ở mọi đấu trường, nếu tính ở 6 trận gần nhất tuyển Việt Nam thua tới 5 trận. Trước thềm Asian Cup, một số ý kiến cho rằng vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam là lối chơi của họ chưa ổn định khi huấn luyện viên Trussell mới tiếp quản. Ông ấy từng nói muốn xây dựng một đội tuyển với phong cách chơi tấn công và kiểm soát bóng, thế nhưng tuyển Việt Nam lại chỉ ghi được 3 bàn sau 6 trận. Họ đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải của tuyển Việt Nam từng thi đấu xuất sắc ở AFC Champions League với 4 bàn thắng và một kiến tạo tại giải mùa này. Ở đấu trường cúp C1 châu Á, Anh đã ghi bàn thắng khiến Urawa Red bị loại khỏi vòng bảng. Khi đó Tuấn Hải được coi là mối đe dọa với tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên dù các tiền đạo của họ có phong độ tốt tại câu lạc bộ nhưng tuyển Việt Nam vẫn thiếu khả năng ghi bàn. Về nguyên nhân có thể do họ quá tập trung vào thói quen kiểm soát bóng nhưng họ cần điều chỉnh lối chơi hợp lý hơn và linh hoạt hơn để phù hợp từng đối thủ. Trang Yahoo Japan tỏ ra hào hứng trước trận đấu mở màn của tuyển Việt Nam. Vòng chung kết Asian Cup 2023, việc thay đổi phong cách chơi bóng tất nhiên là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên ở bảng D tại Asian Cup, tuyển Việt Nam phải chạm trán những đối thủ mạnh như Nhật Bản hay Iraq. Tuyển Việt Nam cần tùy thuộc vào từng đối thủ để có những phương án khác sẽ có thú vị để xem đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào trong trận đầu tiên tại Asian Cup. Tối 11 tháng 1, huấn luyện viên Chuẩn đã chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ của tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023. Bốn trong số 30 cầu thủ sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô, và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Trở lại buổi tập luyện chiều 11 tháng 1, huấn luyện viên Philip Schuster tiếp tục rèn rũa khả năng cầm bóng, chơi bóng một cách chủ động mà ông cùng các cộng sự đang xây dựng cho đội tuyển. Chiến lược gia người Pháp cũng dành nhiều thời lượng để luyện thêm các mảng miếng phối hợp trong tấn công và phòng ngự, gia tăng khả năng kết nối giữa các tuyến. Tại Asian Cup, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq ngày 24 tháng 1.